Chào mừng bạn quay trở lại với em Invest, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay thì như thường lệ mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cá nhân của mình về vàng, về dầu và về Bitcoin. Những cái điều mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý, những cái điều chúng ta sẽ cần phải để tâm ở trong tuần tới. Và khi mà chúng ta nhìn lại cái tuần vừa rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó nguyên là một cái xu hướng giảm. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 cho đến hết ngày 12 tháng 8 nó đều là một cái nhịp giảm. Và gần như những cái nhịp hồi phục lại của vàng ở trong khoảng thời gian tuần vừa rồi nó chỉ là những cái nhịp hồi để tiếp tục đẩy giá đi xuống sâu hơn. Và trong cái tuần vừa rồi thì nó đâu đấy phải giảm đến 32 giá từ khu vực 1945, quay trở về dưới này là khu vực 1912 điểm thấp nhất và tương ứng với mức giảm là 350 pip ở trong tuần vừa rồi. Và thực sự đối với mình trong tuần này, một tuần nó khá là nhiều cảm xúc và có khá là nhiều cái bài học mới cho mình để mình có thể nhìn lại và mình có thể rút ra. Vậy thì cái kết quả của các bạn ở trong tuần vừa rồi như thế nào thì rất là mong các bạn hãy chia sẻ thêm với mình. Các bạn mình bị kẹt một cái entry ở đâu? Các bạn có những entry nào các bạn tốt và các bạn tâm đắc thì rất là mong các bạn hãy chia sẻ cùng với mình. Nếu các bạn là những cái bạn trader mới mà đang cần cập nhật những cái thông tin về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin hay đơn giản là những cái cặp tiền thì các bạn thể tham gia nhóm Private 1 và cái nhóm Private 2 cùng với mình. Xin lưu ý đây là hai nhóm miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Và để tham gia thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình trên YouTube, bấm vào cái phần link đăng ký form hỗ trợ trader mới miễn phí. Hoặc đơn giản hơn là các bạn có thể nhắn tin cho mình theo số điện thoại là 0969 156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm. Và với những bạn mà muốn nâng cao thêm kiến thức thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học do mình dạy online về phân tích những cặp tiền và vàng ở trong khung thời gian ngắn hạn. Các bạn thể đăng ký với mình theo số điện thoại là 0969 156969 để các bạn thư ký sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của video cho ngày hôm nay. Và đối với cá nhân mình thì ở trong tuần vừa rồi là cái tuần mình đã kết thúc cái khóa học của K24, cái khóa học gần nhất của mình. Và như các bạn đã thấy ở đây thì đây là cái điều khiến cho mình vui nhất. Các bạn trong K24 đã dần phân tích được và cũng đã trao đổi thêm được với nhau về những kiến thức đã học và cũng đã nhắc nhở nhau để cùng nhau tiến bộ. Và bên cạnh đấy thì những cái lớp gần đây nhất của mình, ví dụ như là lớp K23, thì như các bạn đã thấy nó cũng là những cái kết quả tốt và những kết quả mà làm cho mình vui và làm cho mình cảm thấy là tự hào. Và K22 cũng thế, đây là những cái lớp gần và những cái học viên gần nhất của mình thì các bạn đã bắt đầu có những cái nhận định riêng và bắt đầu có những kết quả từ việc là ở trong những tài khoản cá nhân cũng như là ở trong những việc các bạn chơi quỹ. Và những cái điều này, những kết quả này làm cho mình một lần nữa mình đã nói mình cảm thấy vui và mình cảm thấy rất rất là tự hào. Mặc dù qua một cái tuần mệt mỏi và qua một cái tuần mà chưa có được những áp lực đi xuống và áp lực lớn, nhưng mà với những cái điều mình đã làm được thì nó làm cho mình cảm thấy thoải mái và làm cho mình cảm thấy thư giãn hơn rất rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ xem những cái điều chúng ta cần lưu ý trong tuần tới. Về mặt tin tức thì ở trong tuần tới chúng ta sẽ có tâm điểm là ngày hôm thứ năm với những quyết định của FOMC về cái biên bản họp. Và với cái kỳ vọng này và với những câu chuyện này thì liệu rằng Fed sẽ làm như thế nào với việc tăng lãi suất và liệu rằng nó có thể thấy được một cái nhịp hồi phục lên của vàng ở trong tuần tới hay không thì mình khá là trông đợi vào những cái điều này, thực sự là như vậy. Và ở trong tuần này thì mình nghĩ nó sẽ một cái nhận định nó ngắn gọn và nhận định nó không phải là quá là kéo dài. Mình sẽ tập trung chính vào vàng và dầu và Bitcoin chứ mình sẽ bỏ qua đối với DXY ở trong tuần này. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với đồ thị của vàng trước nhé. Nhưng mình cần các bạn phải nhìn lại với mình ở trong cái nhận định của tuần trước. Thì đây là cái nhận định của mình gửi cho mọi người ở trong ngày 6 tháng 8. Và đối với nhận định này thì mình đưa ra được một cái phương hướng vàng ở trong tuần vừa rồi. Đấy chính là vàng có một cái nhịp giảm và cái áp lực bán nó vẫn còn nhiều, còn rất rất là lớn. Và cái đích đến của vàng ở trong tuần vừa rồi mình kỳ vọng là khu vực 1917. Thì ở trong tuần rồi nó đã quay trở về lại cái khu vực thấp nhất là khu vực 1912 ở đây, nên chứng tỏ là cái áp lực bán nó còn rất rất là nhiều. Vậy thì mình sẽ nhìn vào cái đồ thị ở vàng ở trong khung thời gian là khung D trước để cho xem ra có những cái manh mối, cho có những cái mốc là chúng ta cần lưu tâm. Vì mình nghĩ có rất rất nhiều bạn đang ở trong trạng thái mình nghĩ là đang bị kẹt buy vàng ở trong entry đang tương đối là cao. Vậy thì ở trong khung thời gian là khung D mình sẽ nhìn thấy một hợp lưu của những cái đường MA, nó sẽ có một cái vùng ở đây là một cái vùng cản tương đối lớn, nó là vùng 1940. Tuy nhiên thì có lẽ mình sẽ kể thêm một cái Fibo từ khu vực đỉnh này với con sóng giảm lớn nhất xuống dưới đây. Nó sẽ có một mức Fibo 0.5 và 6.18 nằm ở quanh khu vực là 1930. Sau đấy thì mình vào khung thời gian là 6 giờ, là một khung thời gian khá là ưa thích của mình ở trong cái thời điểm gần đây. Thì đối với khung thời gian 6 giờ các bạn sẽ nhìn thấy là giá vẫn nằm nguyên ở dưới cái giải MA này và nó chưa có cái kỳ vọng gì nó bật qua được đây. Lý do là bởi vì các bạn nhìn thấy cái áp lực bán nó còn, khi
khi mà giá chạm những vùng này nó tạo ra những cái nến pin ba rút dâu đi xuống, và những cây nến đỏ ở đây nó nằm xen kẽ với cây nến xanh, và đây thực tế nó đang là một cái giai đoạn tranh chấp chứ nó chưa là một cái thời điểm nó có thể khôi phục và để hồi phục lên được hẳn. Mặc dù ở đây các bạn nhìn vào RSI các bạn thấy là có thể nó xuất hiện cái phân kỳ và có vẻ như nó có dấu hiệu nó đi lên, nhưng các bạn đừng quên là cái áp lực bán ở đây nó còn nhiều rất là nhiều, nên để ở trong tuần sau nếu mà hồi phục được thì mình sẽ cần cái gì. Mình sẽ vào tiếp về H4 để mình xem. H4 thì hiển nhiên các bạn và mình sẽ đều thấy cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó sẽ rơi vào trong những cái giai đoạn này, đúng không ạ? Khu vực 1895 và khu vực 900 ở trong tuần kế tiếp. Đó, nó sẽ rơi vào trong cái đoạn này. Vậy thì với cá nhân của mình và với theo những kỳ vọng của mình nhìn thấy thì có vẻ như trong tuần sau cái áp lực bán nó sẽ vẫn còn và thậm chí còn tương đối là nhiều. Nhưng cái đà hồi phục lên của vàng thì mình khá là lăn tăn và khá lúng túng thực sự là như thế. Vì nếu mà nó có những cái nhịp hồi mạnh mà hồi nó dứt khoát lên như thế này này thì cái việc mà nó hồi lên Fibo này mình thấy nó khá là đơn giản. Nhưng những cái nhịp hồi phía sau đây các bạn thấy nó chỉ là những nhịp hồi nó yếu, khá là yếu. Nên để trong tuần sau nó hồi lên mạnh thì mình không chắc, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà để set up một cái entry sell thì mình sẽ set up ở quanh khu vực 1930 và khu vực 1930 trong tuần tới, và kỳ vọng của mình trong đích đến trong tuần tới thì nó vẫn là một nhịp để nó quay trở về khu vực 1905 và khu vực 895 ở trong những tuần kế tiếp. Vì những cái dấu hiệu và những cái kỳ vọng về thúc đẩy áp đẩy giá vàng đi lên thì mình nghĩ nó không còn nhiều và không còn quá là dày đặc nhiều trong những tuần trước nữa. Cộng thêm cái áp lực bán vàng từ những quỹ lớn và từ những ngân hàng trung ương ở trong thời gian gần đây thì mình nghĩ cái nhịp đi xuống của vàng nó sẽ vẫn còn. Và thực ra khu vực 1913 thì nó đã gần đến với khu vực 1905 và một khu vực 1895 lắm rồi. Nên thực sự là chúng ta cần phải hết sức là cẩn trọng ở trong cái tuần tiếp theo. Còn đấy là một cái tuần nó sẽ là một cái tuần nguy hiểm. Mình nhìn lại cái khung thời gian khung đêm một lần nữa thì mình thấy thực sự là đấy, bạn thấy là một cây nến, hai cây nến, ba cây nến rút dâu, và nó là cây nến rút dâu rất là mạnh ấy. Nó chưa có cái gì thể hiện là cái lực mua đã xuất hiện ở trong thị trường, chưa nói đến việc là lực mua nó xuất hiện nhiều. Nên mình nghĩ là trong tuần sau mình vẫn giữ nguyên cái quan điểm là cái xu hướng giảm vẫn là cái xu hướng lớn, và những cái nhịp mà nó hồi lên tối đa nó để hồi lên khu vực 1930 hoặc 1940 ở trong tuần sau, và nó sẽ quay trở lại test khu vực 1905 và khu vực 1895. Đấy những cái điều mà mình suy nghĩ về vàng. Và nếu mà nó có những cái gì nó cập nhật và có những cái gì thay đổi thì mình sẽ thông báo và mình sẽ gửi cho các bạn trên Investing và trên Telegram. Vì các bạn đã biết là có những cái tuần trước và với những cái nhận định hàng tuần của mình thì nó chỉ trong vòng ngày thứ hai thôi là nó đã có những cái đường đi đúng 100% với những nhận định của mình. Thì đến lúc đấy thì mình sẽ buộc lòng mình sẽ phải có những cập nhật và phải có những cái nâng cấp thêm, đúng không ạ? À, quên mất, thì để tiện nói về những cái cập nhật nhanh và những cái update nhanh về thị trường ấy thì các bạn có thể đăng ký thêm kênh Em Invest Live của mình. Thì ở trên cái kênh này, như các bạn đã thấy thì mình sẽ gửi đến cho các bạn những cái nhận định cá nhân, nhưng mà nó là hàng ngày, nó là daily. Các bạn để xem những cái này để bạn nắm được những cái xu hướng chính của trong những ngày hôm đó, và các bạn sẽ có được những cái hướng mà các bạn sẽ xử lý ngay nếu như nó giá nó những gì nó biến động quá lớn. Nhưng cái nhận định về tuần của mình thì đa phần nó là chính xác, nhưng có thể khoảng thời gian nó tương đối là dài. Còn nếu các bạn muốn những cái gì nó nhanh hơn, những cái gì nó sớm hơn thì các bạn có thể đăng ký Em Invest Live để các bạn có được những cái nhận định đó nhiều nhất và nó nhanh nhất. Rồi, vậy chúng ta có cái nhận định chúng ta về vàng thì bây giờ chúng ta sẽ đến với dầu. Dầu là loại tài sản mà ở trong tuần vừa rồi làm cho mình cảm thấy vui và làm cho mình cảm thấy thích thú. Vì trước hết, theo như cái nhận định của mình thì mình nhìn thấy đây nó về kênh giá tăng. Và đối với kênh giá tăng này thì mình kỳ vọng là nó sẽ nhướn lên một nhịp ở quanh khu vực là 84.5 ở trong cái tuần vừa rồi. Và đúng là như thế thật, mình đã có một cái entry mình khớp ở cạnh dưới của cái trend tăng này, cũng là cái hợp lưu với cái đường MA đây, và nó từ khu vực 80 nó đến khu vực là 84, tương ứng với khoảng là 400 pip dầu, thì mình nghĩ đây là cái setup nó hợp lý và đây là setup rất là tốt. Vậy thì ở trong tuần tới liệu rằng giá dầu nó có giảm hay không thì mình nhìn thấy ở đây nó là cái vùng đỉnh của nó, và cái vùng đỉnh này trong giai đoạn tháng 4, giữa tháng 4 thì nó đã tạo ra được một cú hồi phục và nó giảm xuống rất là sâu. Mình thử tạm tắt đi indicator để mình có một cái nhìn nó tích cực hơn và cái nhìn nó trơn hơn. Thì mình nhìn thấy là cái xu thế tăng nhé, ở đây các bạn nhìn thấy cái trend tăng đấy, nó thực sự nó vẫn còn, và nó vẫn còn rõ nét.
cái lực bán ở đây thì đã xuất hiện, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý là gì? Chúng ta sẽ có những cái vùng mà chúng ta cần phải lưu tâm. Đấy là khu vực 82 ở đây và khu vực là 86 ở đây. Các bạn lưu ý trong những cái cấu trúc giảm thì rõ ràng đây là cái cấu trúc giảm nó xuất hiện này, nhưng cái cấu trúc tăng đấy nó chưa phá vỡ, nên để mà dầu nó đảo chiều mạnh ở trong cái tuần tới thì mình nghĩ là nó sẽ cần thời gian và nó sẽ cần thêm cái áp lực bán nó đè nặng lên cho giá dầu, cũng như việc là Ả Rập Saudi, việc là Nga hiện liệu rằng họ có thực hiện cái cam kết để cắt lại giảm cái sản lượng dầu hay không. Nhưng mà về mặt phân tích kỹ thuật thì mình cho rằng sau những cái nhịp mà tăng rất là nóng như các bạn đã nhìn thấy đây, cái đà tăng này phải kéo dài từ tận cuối tháng 7 đến thời điểm hiện tại là 12, 13 tháng 8 thì đâu đấy mình nghĩ là nó sẽ cần những cái nhịp điều chỉnh, và những nhịp điều chỉnh thì trước mắt mình nghĩ là nó gần nhất có thể về test lại khu vực 80 ở đây, cái vùng hỗ trợ cũ, và cái vùng là 78 ở đây. Thì 78 nó là cái vùng gì? Nó là cái vùng MA trong thời gian là H4 này. Thì mình nghĩ là những cái nhịp điều chỉnh ở trong những xu thế tăng này là một cái điều hợp lý, và sớm muộn gì nó sẽ xảy ra. Thì hy vọng là với cái setup này và với kỳ vọng này đối với giá dầu, thì rất là nhiều bạn đang còn bị vướng những cái setup về sell ở dưới thấp này, thì các bạn sẽ có cơ hội để các bạn sẽ cắt hòa, hoặc các bạn sẽ về bờ với những cái nhịp đấy của các bạn, được không ạ? Vậy là chúng ta đã có những cái thông tin về vàng, chúng ta có những cái thông tin về dầu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin về Bitcoin. Thì như các bạn thấy ở đây, Bitcoin ở trong giai đoạn những cái tuần vừa rồi nó vẫn nằm nguyên trong cái nhịp sideways từ hôm 24 tháng 7 đến thời điểm hiện tại. Dù các bạn thấy có những cái nến nó như này nhé, nhưng về bản chất các bạn sẽ nhìn thấy nó vẫn là sideways, nó vẫn là sideways. Nó không khác gì, không khác gì, nó chỉ là sideways. Thay vì lúc đầu nó kẹp ở trên vùng này thì bây giờ nó bị kẹp xuống cái vùng này. Và hiển nhiên các bạn nhìn thấy là cái xu thế ở đây nó là một cái xu thế giảm. Nhưng mà nó sẽ là giảm kiểu như vậy này. Nó sẽ đi từ cái đỉnh này đi xuống, đi xuống, đi xuống. Và nó cố gắng nhé, là để nó chứng lại cho cái nhịp bán này. Vậy thì ở trong những cái thời gian sắp tới thì đây là một cái dự đoán khó đối với coin. Bởi vì sao? Bởi vì trước đấy các bạn nhìn thấy nó là một cái hướng đi lên mạnh, trong cái thời điểm gần đây nó là một cái hướng đi xuống. Vậy thì cái nhịp đi ngang này của nó ở trong thời điểm này chúng ta sẽ không biết được là đi ngang để nó lấy đà nó đi lên tiếp theo xuống chính này, hay là đi ngang để nó tiếp tục cái đà đi xuống, thì đây là cái câu hỏi nó còn để ngỏ. Vậy nên theo những suy nghĩ và theo những cái ý kiến của mình ở trong thời điểm hiện tại, thì đối với Bitcoin chúng ta nên trở về trạng thái là quan sát, thay vì chúng ta ở trong trạng thái là chúng ta cố gắng tìm kiếm một cái entry buy hay một cái entry sell thì ở trong những cái tuần kế tiếp, đúng không ạ? Đó. Vậy thì đấy, trên đây là những cái nhận định cá nhân của mình về vàng, về dầu và về Bitcoin. Thì nó dựa trên những kiến thức và dựa trên những cái trải nghiệm cá nhân của mình. Nên nếu nó có gì sai thì rất là mong các bạn hãy góp ý cho mình thêm để mình có thể hoàn thiện và mình có thể chỉnh sửa nó được tốt hơn. Và hiển nhiên chắc chắn nó sẽ không phải lời khuyên đầu tư, lời tư vấn tài chính hay lời mời rủ rê các bạn tham gia ở thị trường này, được không ạ? Cái thứ hai mình muốn nói đấy chính là những cái thị trường các bạn đang quan tâm và các bạn đang xem, thì dầu này, Bitcoin và chỉ số thì là những cái nơi nó rất là rủi ro, mạo hiểm, và các bạn chắc chắn sẽ mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư vì các bạn không có kiến thức và vì các bạn không có kinh nghiệm. Vậy nên trước khi các bạn quyết định làm bất cứ cái điều gì thì mong các bạn hãy cân nhắc và các bạn suy nghĩ thật là kỹ, được không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì các bạn đã luôn dành thời gian để theo dõi MInvest, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần tiếp theo. Xin chào.